Vâng, xin chào tất cả anh em. Hôm nay shop mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc lồng bát giác 8 cửa. Lồng này được cải tiến từ chiếc lồng ô mà anh em đang sử dụng. Lồng này thiết kế một chiếc khóa kéo lên thôi. Rất là đơn giản và gọn gàng, anh em có thể mang đi du lịch này, đi đánh bắt cá ngoài sông, ngoài suối, ao hồ. Rất là tiện lợi và phù hợp cho anh em nào không cần mang đồ nặng. Đấy. Đây, rất là đẹp nha. Đây, 8 cửa này, 8 cửa rất là thoáng. Đây, khung sắt là hình chữ nhật. Đây. Đây, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại dưới màn hình nha. Chiếc lồng bát giác này mình bán với giá 80.000, anh em chỉ cần mua và nói là mình cần mua chiếc lồng bát giác, mình sẽ tư vấn và bán cho anh em. Đấy, y hệt hình anh em mới lấy hàng nha. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video.